Vâng, hello, xin chào cả nhà mình nha. Thì ngày hôm nay là em rủ Vita đi dạo, đi thăm cái đồng ruộng nhà em nha cả nhà. Thì bây giờ là cũng 5 giờ chiều rồi cả nhà. Em tranh thủ đi thăm đồng ruộng xem thử là có nước hay không á. Thì em tí nữa em sẽ quay cho cả nhà mình xem nha. Thì hiện tại bây giờ là ruộng nhà em thì cũng không thiếu nước ở cả nhà. Đây, cả nhà có thể nhìn thấy nước rất là nhiều nha. Đây, phía đằng sau em đây cũng rất là nhiều nước nha. Thì trong thời gian này thì trời nó nắng, sợ là ruộng không có nước sẽ bị khô và khô lúa cả nhà. Cho nên là phải đi kiểm tra thường xuyên Thì trong cái mùa này thì công việc của em là đi nhổ cỏ ruộng này kia cả nhà. Thì em cũng chia sẻ cho cả nhà mình biết và hiểu về công việc của em thường ngày Thì cùng với con khỉ Bita của em thì sau khi em đi làm những cái công việc gia đình của em xong thì em về về nhà em cho Bita em mang Thì không như mọi người nghĩ là Bita nó đói gầy này kia, không phải là em không cho Bita ăn, nhưng mà thực sự là Bita của em á nó rất là ít ăn cả nhà, nó ăn cũng không nhiều á. Thì em cũng thường xuyên em cho ăn ăn rất là nhiều bữa. Thì buổi sáng dậy là em cho nó ăn và tới 9 giờ em lại cho nó ăn, và tới buổi trưa là em lại cho nó ăn, và tới buổi chiều thì em cho ăn liên tục luôn. Tới tối khi đi ngủ là em cũng cho Vita nó ăn Thì cũng không như là như mọi người nghĩ là như thế này thế kia. Thì nói chung là em cũng chăm sóc và bé rất là tốt đó. Thì có người thích người không thì bình luận rất là xấu á. Thì bây giờ em xin phép em đi thăm đồng ruộng cả nhà nha.